Ba. Chào con. Sao khóc rồi? Ai hiếp con? À, xin bà cho những người đến nơi đó cứu họ đi. Nơi đó là nơi nào? Cứu ai? À, đây nơi đang ngập đó hả? À, con cứu không được ai hết. À, con cứu không được ai hết. Tội nghiệp lắm hả? Được rồi, Chúa sẽ gửi người đến để giúp cho họ nha. Giúp lương thực, giúp cho họ lên bờ, giúp cho họ không có đói. Chúa sẽ gửi nhiều người nha. Rồi những người mà bị chết vì lục đó thì Chúa sẽ cho người đón họ đi siêu thoát nha, sám hối siêu thoát nha. Con giỏi quá. Con mấy tuổi? Ừ, con chết lâu chưa? Con chết lục hả? À, rồi con thấy họ tội nghiệp á hả? Giống thấy khổ giống con đó hả? Tội nghiệp không? Ơi ơi, con cứu họ không được, con đau lắm. Là đau khổ lắm á, vì con thấy họ khổ như con. Ừ, xin Chúa thương xót, gửi người giúp cho họ lương thực nha, lên bờ khô ráo, rồi cứu những linh hồn bị chết lục. Rồi bà cầu nguyện rồi, Chúa sẽ gửi người lo nha. Bây giờ bà cầu nguyện cho con đi sám hối, à, xin lỗi, bà cầu nguyện cho con đi siêu thoát nha. Rồi Chúa lo nha, Chúa lo. Con khóc, con cầu nguyện vậy là Chúa hiểu được lòng của con. Chúa sẽ gửi người lo nha. Chúa còn thương họ hơn con mà. Chúa có cách của Chúa nha. À, bây giờ cứu con nè, bây giờ chú cứu con nha. Nhanh con trả ở cứu cháu như con. Tội nghiệp quá. Thương quá, mới có 8 tuổi à. Người ta nói con vào đây chạy được cứu, chạy cứu người cứu ở tại con. Đúng rồi, con không làm được, nhưng con vô đây con xin thì bà sẽ cầu nguyện Chúa. Chúa sẽ gửi người cứu họ nha, rồi cho họ đi siêu thoát giống như con được đi siêu thoát, chứ không có ở lâu như vậy nha. Rồi đi đi con, không có khóc nữa. Bây giờ Chúa lo rồi, mình đừng có khóc nữa nha. Tội nghiệp quá.